gia tộc lưu, phàm nhân lưu, làm ruộng lưu, luyện khí thêm điểm, không thánh mẫu, biển sao mênh mông, yêu ma nuốt trời, nhân tộc dãy dù cầu sinh. Trần Thanh Vân trọng sinh làm gia tộc đệ tử, đạt được pháp khí cường hóa thiên phú. Phân giải thanh ngưng kính, cường hóa điểm về một cường hóa thanh quan kiếm, phi kiếm phẩm giai thăng cấp. Dung hợp xích giao kỳ, kim linh tử mẫu nhận hồng liên tiên kiếm, đạt được pháp bảo vạn kiếm đồ. Khi có một ngày, tinh hải đại loạn, yêu ma tùy ý mà đến. Ở gia tộc tu hành Trần Thanh Vân bị kinh động xuất quan, từng bước một đi ra, xung thân vạn vật đỉnh, tru tiên đồ, trấn ma phiên, thiên diễn song kiếm, hỗn nguyên bàn các loại sát phạt chí bảo hiện thế vần quanh. Trong thoáng chốc, thiên địa phong vân biến sắc. Tinh hải tiên ma ba trăm vạn, gặp ta cũng cần phải cúi đầu. Ai cho các ngươi lá gan? Dám đến trần gia ta dương oai. Chương 1 Linh kiếm đảo Trần Gia Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Vi hình quặng sắc mạch Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 Gia tộc nhiệm vụ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 4 Phân giải pháp khí bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 5 chấn hải đảo bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 6 gia tộc tình bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 7 hỏa vân thằng lằng bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Ngũ hành tông, ngũ hành khôi lỗi thuật Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Luyện chế khôi lỗi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Luyện thành khôi lỗi cùng kinh hỷ bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét